Drama tình ái tại Thảo Cầm Viên, đôi khỉ xám sinh ra đứa con màu cam, Trà Bá Lửa. Bất cứ ai theo dõi tình hình Thảo Cầm Viên Sài Gòn mấy ngày qua đều biết hiện đang có một scandal tình ái căng thẳng lắm. Đôi khỉ xám này yêu nhau đã lâu, một sớm cuối xuân đầu hạ mát lành sinh ra trái ngọt tình yêu. Một bé khỉ con, màu cam, lạ hoắc, trông chả liên quan đến bố mẹ tí nào. Đã vậy ông bà bô lông dài như tóc, còn đứa con lông ngắn, mịn như nhung. Khách đến thăm không khỏi xì xào bàn tán, xôn xao. Thậm chí tình hình còn bị đẩy lên đến đỉnh điểm khi mà vô tình người ta nhìn sang chùa bên cạnh. Hàng xóm với nhà này thấy một bạn khỉ trưởng thành, màu cam, lại na ná. Nhiều người còn nhận xét rằng từ khi khỉ mẹ lâm bồn, khỉ bố thường buồn rầu ngồi một góc với vẻ mặt rất đăm chiêu. Tuy nhiên, để không ảnh hưởng đến danh dự của toàn thể Thảo Cầm Viên, sáng hôm qua ngày 14 tháng 5, bên vườn thú Thảo Cầm Viên đã chính thức có lời đính chính rằng em bé này đúng là con của đôi khỉ xám, mai mốt cháu nó lớn lên sẽ thay lông đen, chứ hoàn toàn không liên quan gì đến bạn màu cam nhà hàng xóm. Mà thực ra thì cũng không thể, vì bạn đó là khỉ cái các bạn ạ. Đấy, phụ nữ sinh con đã vất vả lắm rồi, xin đừng hỏi họ rằng đứa bé là con ai có được không? Bộ điều đó quan trọng lắm hay sao? Cảm ơn các bạn đã theo dõi 8TV, đồng hành cùng kênh để cập nhật những tin tức thú vị mỗi ngày.